có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hầu chết lấy chết lấy cũng liền quen thuộc. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đại ca, hắn là quái vật. van cầu ngươi dẫn ta ra ngoài. Nhìn qua tuổi chừng 16 thiếu nữ da trắng mỹ mạo, có một đôi đôi chân dài, thân bên trên tràn đầy thanh xuân khí tức cầm trong tay một chuôi hoàn toàn xa lạ đao nhận. Chiêm nhiễm một chút lục sắc vết máu. Thiếu nữ thủy mênh mông trong mắt lúc này tràn ngập bất lực cùng kinh khủng. Bốn phía bị hắc sắc nồng vụ bao phủ, người đứng ở nơi đó, nhỏ bé như sâu kiến, tất cả tuyệt vọng đều hội bị vô hạn phóng đại. Huynh đệ, nàng mới là quái vật, không muốn nghe nàng, vừa rồi ta đồng đội đều bị nàng hại chết. Thiếu nữ đối diện là một cái mang lấy mắt kiếng gọng vàng, nhìn qua nhã nhặn tuổi trẻ, người tay bên trong cũng cầm lấy một con dao, dao đồng dạng chiêm nhiễm lấy lục sắc vết máu. Lúc này hắn thở hồng hộc, sắc mặt kinh khủng, thân bên trên món kia bạch sắc áo sơ mi ném mấy hạt cúc áo, thật giống vừa rồi kinh lịch một trận đại chiến. Lại là cái này đáng chết lựa chọn. Cố An nhịn không được nhổ nước bọt một lần, đây đã là chính mình lần thứ tám phục sinh phía trước gặp được bất đồng nan đề đại giới liền là bỏ ra sinh mệnh sau đó phục sinh lốt hắn tốt xấu cũng tính là thân kinh bách chiến cái này một lần hắn không hội tại bị lừa không nói nhảm cố an lặng lẽ nâng đao đi hướng thiếu nữ một đao không lưu tình chút nào bổ xuống bởi vì nữ nhân càng xinh đẹp càng hội gạt người nữ nhân chỉ hội ảnh hưởng chính mình tốc độ tay từ đó ảnh hưởng chính mình xuất đao tốc độ xanh biếc vết máu bắn đầy đất đồng thời nương theo lấy thiếu nữ phẫn nộ hò hét. Trước mặt kia Mỹ mạo thiếu nữ, lúc này đã hóa thành hắc vụ tiêu tán. Quả nhiên, lần này lựa chọn là đúng. Cố An một mặt lạnh cười, cái này vết nứt không gian bên trong quái vật mặc dù rảo hoạt nhưng mà đều là một cái xáo lộ. Huynh đệ, tạ ơn ngươi. Trẻ tuổi người nghĩ lại phát sợ đi tới, mặt phủ đầy lên cảm kích tiếu dung. Cố An đang muốn nói chuyện lúc đã cận thân nam tử đột nhiên sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, khí tức cả người đều biến đến quỷ dị. Để tỏ lòng ta lòng biết ơn, cho nên ngươi đi chết đi. Đào nhận đâm vào trái tim, Cố An trợn trắng mắt. Lão tử lại treo, cuối cùng vẫn là qua loa đi. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh, phục sinh thời gian vì 9 phút trước người phục sinh thuộc tính được tăng lên thể lực cộng một lực đạo cộng một nhanh nhẹn cộng một nhãn lực cộng một ngũ hành kháng tính cộng một ngoặc kép chấm bầu trời xanh thẳm bị một tầng mông lung hắc vụ bao trùm thành phố này khắp nơi có thể thấy được cao lâu đại hạ hiện nay đã không lại như trước mấy ngày kia đèn đuốc sáng trưng đường phố bên trên biển người dũng động Cố An mặc một bộ hắc sắc hiu nhàn quần áo thể thao dẫm lên bạch bản dày hơi hơi cúi đầu cùng biển người bên trong nghịch hành. Hắn lưng đeo một cái năng nguyên thạch chế tạo ba thước trường đao bên ngoài dùng miếng vải đen bao quấn cực giống phim bên trong những kia thời khắc nguy cấp đứng ra chủ nghĩa anh hùng người. Bản đài thông cáo an bình khu bên trong hạ xuống vết nứt không gian, mời tất cả cư dân nhanh chóng rút lui, sau ba ngày đem đối khu vực tiến hành phong tỏa, mong mọi người lẫn nhau cáo chi. Vô số cái anh hùng vô danh ngay tại đi chiến trường, ta nhóm cuối cùng sẽ chiến thắng hết thảy. Cố an mắt nhìn treo ở lộ thiên quảng trường bên trên tinh thể lỏng màn sân khấu, đang không ngừng tuần hoàn phát hình người chủ trì giảng giải hình ảnh. Nhìn ra một lần, người chủ trì ít nhất là C đây đã là ngày thứ ba liên tục thông cáo lại qua ba ngày khu vực này liền hội bị phong tỏa do phía trên chính thức tiếp quản khoảng thời gian này bên trong thêm lên vừa rồi một lần kia đã là lần thứ chín tử vong chết lấy chết lấy cũng liền quen thuộc cố an đứng tại trạm xe buýt phía trước chính mình lẩm bẩm một câu thuận tiện nhìn lấy kia quảng cáo tường phản quang pha lê kính bên trong là một cái ngũ quan anh tuấn tuổi trẻ người mi thanh mục tú Tràn ngập đại nhập cảm, hồi tưởng hạ ngày hôm qua tình cảnh, Cố An cho đến nay còn cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn bất quá ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, thế giới liền biến, tựa hồ tại mấy trăm năm trước kia bánh xe lịch sử rẽ ngoặt một cái. Cái gì võ giả, năng nguyên thạch, vết nứt không gian, tai họa độ, giò đường người các loại một loạt xa lạ từ ngữ xuất hiện tại trí nhớ của mình bên trong cái này thế giới nhìn qua vẫn là mình thế giới cũ người cũng vẫn là cái kia người tính cách cũng vẫn là cái kia tính cách đại bảo vệ sức khỏe bị bắt cũng vẫn là đám người kia chỉ là nhiều một chút cái gọi là võ giả còn có một chút không biết rõ đến từ nơi đâu vết nứt không gian đồng thời còn có vĩnh viễn sẽ không vắng mặt kim thủ chỉ họ tên cố an lực lượng mười thể lực mười nhanh nhẹn mười nhãn lực mười kháng đòn Mười kháng độc, mười kháng hỏa, mười kháng, điểm kích tiến vào trang kế tiếp. Trước mắt một trăm cây em phạm vi bên trong lặp lại tử vong phục sinh lốt thời gian. Mười phút, cố an ngay từ đầu điểm thuộc tính chỉ có một điểm, hắn là tuyệt vọng, sau đến phát hiện chính mình mỗi tử vong một lần liền hội một lần nữa phục sinh. Đồng thời tất cả điểm thuộc tính cũng sẽ tăng thêm một điểm về sau, đột nhiên cảm thấy thế giới còn là tốt đẹp. Bất quá, tại 100 cây em phạm vi bên trong lặp lại tử vong, mỗi lần phục sinh lốt thời gian đều hội hướng phía trước gia tăng một phút. Cái này hướng địa phương tốt nghĩ liền là nam nhân là có thể dùng vô hạn bền bỉ. Đối động cơ vĩnh cửu cố an đến nói, bền bỉ vấn đề này hắn không cần cân nhắc chỉ là mỗi lần hướng phía trước nhiều lốt một phút liền ý vị lấy hắn muốn nhiều đi một phút đường, đồng thời phía sau phục sinh thời gian còn muốn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Đối lười ung thư thời kỳ quấy trọng chứng người bệnh hắn đến nói, quả thực liền là khó dùng chịu được tra tấn. Lúc này người đông nghìn nghịt, phổ thông người đều có quan bộ môn an bài xuống ngay ngắn trật tự rời đi tòa thành thị này chủ yếu yếu đạo bị bầy người chiếm lĩnh cố an vô pháp sử dụng giao thông công cụ chỉ có thể đi bộ hành tàu không chỉ là hắn trên đường đi còn có không ít võ giả giống như hắn đều tại nghịch hành cách cái khe hở không gian kia hàng lâm vị trí càng ngày càng gần cố an lần đầu tiên tới lúc tâm tình kích động hiện tại đã chết lặng rất nhiều sự tình đều là cái này dạng số lần nhiều liền tẻ nhạt vô vị chỉ còn hiền giả thời gian hắn là dò đường người một thành viên dò đường người chỉ liền là một ngày nơi nào đó có tân vết nứt không gian hàng lâm bọn hắn liền có thể dùng lựa chọn tiến vào sau đó đem tiến sĩ nhóm phát minh một loại một lần tính dò đường dụng cụ phóng tại tại khe hở điểm trung tâm tung ra thành công sau hội giống như pháo hoa nổ tung chiếu sáng khe hở bên trong hơn phân nửa xó xỉnh Cùng thời khắc đó, tiến sĩ nhóm sẽ ở phía sau đài thông qua cái này ngắn ngủi quang huy ghi chép lại cái này khe hở bên trong lộ tuyến. Dùng cung phía sau võ giả nhóm tiến vào không đến mức mất phương hướng, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thương vong lượng. Giò đường dụng cụ vô pháp dựa máy bay không người lái hoặc là người máy công nghệ cao tung ra, bởi vì bên trong hội có che đậy từ trường hiệu quả những này điện tử hóa sản phẩm tiến vào sau hội toàn bộ mất đi hiệu lực. Cho nên, dò đường người chỉ có thể do võ giả tới đảm nhiễm. Dò đường người không phải cái tốt sống, tùy thời đều hội mất đi tính mạng, nhưng là phía trước cố an cần muốn năng nguyên thạch, cần muốn danh tiếng, hắn chỉ có thể lựa chọn cái này con đường. Bởi vì nhà bên trong còn có cái nhiều nhất còn lại 5 năm có thể sống cha. Hắn là cha đã làm cha lại làm mẹ một tay nuôi lớn trước đây ít năm vết nứt không gian hạ xuống lúc có chút quỷ dị sinh vật từ bên trong chạy ra cha bị lan đến thân thể lọt vào một gan bệnh độc lây nhiễm dẫn đến mỗi ngày thân thể phần lớn thời gian đều ở vào tê liệt trạng thái dùng đại phu lời nói đến nói còn tốt chúng độc độ không sâu nếu không liền muốn làm chàng tạ thế Trước mắt phổ thông dược vật vô pháp chữa trị cha, chỉ có thể dựa vào tiến sĩ nhóm ngay tại nghiên cứu phát minh, còn không có đưa ra thị trường đặc thù dược tề. Mà mua những chất thuốc này cần muốn rất nhiều năng nguyên thạch, dược tề số lượng thưa thớt, cho nên danh tiếng càng cao, cống hiến càng lớn người. Tại đại gia đều lòng biết rõ quy tắc ngầm phía dưới nhất định có thể dùng trước mua được loại này dược tề. Năng nguyên thạch sinh ra từ nguồn năng lượng mỏ do quốc gia trưởng quản. Năng nguyên thạch có rất nhiều tác dụng, tỉ như võ giả ở giữa sử dụng nguồn năng lượng vũ khí, nguồn năng lượng gen dược dịch các loại đều cần năng nguyên thạch tới mua. Cố An cùng đại bộ phận võ giả đồng dạng, lặng lẽ không nghe thấy, phẩm cấp liền thấp nhất nhất phẩm cũng chưa tới nghĩ đề cao danh tiếng trước mắt nhất đường tắt biện pháp liền là tại dò đường người trên bảng xếp hạng khai hỏa danh khí dò đường người bảng xếp hạng mỗi tháng đổi mới một lần do phía trên chuyên môn cơ cấu đăng ký đổi mới dò đường người mỗi lần thành công tung ra một cái tân dò đường dụng cụ đều hội ghi lại trong danh sách từ đó dâng lên thứ tự vì khích lệ dò đường người nhóm mỗi tháng bài danh đệ nhất dò đường người tài khoản bên trên sẽ đánh vào một bút không sai năng nguyên thạch ban thưởng đồng thời còn có thể đề cao mình danh tiếng bị thế nhân biết cố an cần muốn năng nguyên thạch cùng danh tiếng hắn muốn mua dược chữa khỏi cha cho nên hắn đến lại là một đoạn quen thuộc đường trước mắt cách vết nứt không gian không đến 100 mét, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến kia cao rộng lớn ước chừng 100 mét vòng xoáy màu đen, bên trong mơ hồ truyền đến khủng bố tiếng gầm gừ. Thật giống vũ trụ sâu chỗ những tinh cầu kia chuyển động lúc thần bí thanh vang thông qua sóng điện truyền đạt vào mà thôi xung quanh một chút cao lâu đại hạ đã sụp đổ, trên đường lớn khắp nơi đều là một chút tơ nhện một dạng vết dạn, hai bên đường cái còn có rất nhiều khắp nơi có thể thấy được vứt bỏ cỗ xe. Cùng một chút chưa khô kiệt vết máu. Cái này loại tình huống, người nhóm đã tập mãi thành thói quen, mấy trăm năm nay đến, từ ban đầu kinh hoàng đến hiện tại bình tĩnh, mỗi người đều tại trưởng thành. Huynh đệ, gọi cố an là A, à, người đến trễ một phút, cái này là đã dòng dã nghe chín lần lời dạo đầu. Lúc này vòng xoáy màu đen trước, khắp nơi đều là võ giả, những này người, đều là giò đường người, tối cao phẩm cấp không vượt qua nhị phẩm. Bọn hắn được xưng vì tử sĩ, cũng được xưng là kẻ đầu cơ, còn có người xưng bọn hắn là anh hùng dò đường người đối thời gian khái niệm so coi trọng đến trễ đồng dạng đều không quá chịu người chào đón hội để người cảm thấy không có đoàn đội cảm giác lúc này tại chỗ mấy trăm tên võ giả nhìn cố an ánh mắt đều không quá thân thiện tốt người đến liền được quy củ cũ rút thăm đi nhìn số lượng quyết định trước sau tần tự một cái mập mạp tuổi trẻ trong tay người cầm lấy hàng trăm cây que trúc bởi vì tân hàng lâm vết nứt không gian tràn đầy bất ngờ nguy cơ thường thường đệ nhất cái đi vào hoặc là gần phía trước tiến vào tử vong xác suất cũng là lớn nhất cho nên mới có rút thăm cái này trình tự sinh tử nghe theo mệnh trời không thể trách ai được không cần rút ta cái thứ nhất lên cố an một mặt bình tĩnh lên trước tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ hướng lấy phía trước đi tới lưu lại lão phụ thân một dạng vĩ ngạn bóng lưng Thông hướng vòng xoáy màu đen đại môn phương hướng trước, đang đứng một vị trắng tinh, tướng mạo thanh tú, ghim song đuôi ngựa tuổi trẻ thiếu nữ. Có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hầu lên thuyền là chết, không lên thuyền cũng là chết nắm giữ bất tử kỹ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Ghim song đuôi ngựa thiếu nữ ngây người nhìn lấy đi tới cố ăn, sáng tỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chương hình dáng rõ ràng gương mặt não hải bên trong đã nghĩ tốt tương lai tên của hai tử. Sau đó, kia một cái tay hướng lấy nàng duỗi đến, nhìn qua là như vậy ôn nhu. Trước mắt bao người, nàng có chút ngượng ngùng cười cười. Người cản đường rồi, băng lãnh bốn chữ, nương theo lấy một cỗ man lực, nàng bị đẩy ra. Cố an mặt không biểu tình đạp vào vòng xoáy màu đen bên trong lại là một cái nữ nhân xinh đẹp chứng đạo trên đường đi cuối cùng sẽ có những này chướng nghiệp khe hở phía sau vô tình hắc ám dây lát ở giữa thôn vệ mà tới đây là một loại đặc thù vật chất cùng loại với hắc vụ rất dày phiêu đẳng tại cố an bên cạnh hắc vụ có thể che chắn tầm mắt cũng có thể che lấp hắc ám hạ vô biên tạ ác cố an biết rõ bình thường cái này chủng tân hàng lâm vết nứt không gian ngay từ đầu kỳ thực là an toàn nhất bởi vì đại bộ phận lợi hại thần bí ngoạn ý đều còn tại ngủ say, chờ chúng nó tỉnh lại một khắc này mới hội để người tuyệt vọng. Hiện tại, có thể ở bên trong hoạt động đều là một chút tiểu gia hòa. Hắn nhóm hội huyễn hóa ra các chủng tồn tại mê hoặc người tâm trí, để tiến đến võ giả tự giết lẫn nhau. Cố An rút ra gánh vác trường đao gia nhập dò đường người đội ngũ thời điểm, phía trên hội đưa tặng một cái năng nguyên thạch chế tạo vũ khí, là thấp nhất nhất phẩm, 18 loại vũ khí có thể tự mình chọn lựa trong đó một kiện. Đồng dạng, một ngày lựa chọn gia nhập dò đường người đội ngũ, nhất định phải tiến vào một lần cái này trùng tân hàng lâm vết nứt không gian. Liền là vì để tránh cho một chút người đục nước béo cỏ, nghĩ lấy đem phát ra năng nguyên thạch vũ khí cầm đi bán. Cái này vết nứt không gian rất lớn, xung quanh cũng đều là hắc vụ, tầm mắt tầm nhìn không vượt qua 10 mét. Cố An mấy lần trước tiến đến thời điểm phân biệt lựa chọn mấy cái con đường khác nhau, sau cùng đều chết rồi. Cái này một lần, hắn lựa chọn một cái lặp lại lộ tuyến, bởi vì con đường này có chút đặc thù, có giá trị truy đến cùng. Cố An tiếp tục tiến lên, tiến lên bộ pháp xua tan hắc vụ, hướng hai bên tản ra một cái thỏ tử từ hắc vụ bên trong bắn ra nhảy nhót đáp nhảy ra ngoài. Thỏ tử nhìn qua manh manh đát ngực bên trong ôm lấy một cái hắc sắc cà rốt, hắn cách cố an không đến ba bước cự ly lúc ngừng lại, mộng mê mê nhìn lấy cố an. Khe hở sinh tồn quy tắc một trong, càng là khả ái giống loài càng là nguy hiểm, đồng cấp tại càng xinh đẹp nữ nhân càng hội gạt người cố an hiểu rõ vô cùng cái này thỏ tử thỏ tử ngực bên trong đây không phải là cà rốt là lựu đạn phía trước chính mình là bị cái này lựu đạn cho nổ chết bởi vì hắn đương thời cực đói đột nhiên muốn ăn chân thỏ nướng sau đó đưa lưng về phía thỏ tử chuẩn bị củi lửa lúc bị lựu đạn tươi sống nổ chết không sai cái này thỏ công kích quy tắc liền là ngươi chỉ cần đưa lưng về phía nó nó liền hội hướng ngươi ném mạnh cà rốt Dựa theo người bình thường tư duy, nhìn đến Thỏ Tử ném ra uy lực to lớn lựu đạn sau chỉ hội một cái kình quay đầu liền chạy. Mà Thỏ Tử nhìn đến đưa lưng về phía nàng người liền hội kích phát công kích quy tắc, không ngừng ném cả rốt như này tuần hoàn ác tính. Hiện nay, Cố An cần muốn Thỏ Tử ngực bên trong những kia cà rốt, cho nên hắn mặt hướng Thỏ Tử đi tới, đao trong tay nhận không lưu tình chút nào rơi xuống, trực tiếp đem Thỏ Tử chém thành hai khúc sau cùng đem cà rốt từng cái nhặt lên chứa tốt. Đáng tiếc là cái này uy lực to lớn cà rốt không thể mang đi ra ngoài, chỉ cần rời đi hắc vụ phạm vi hắn liền hội chính mình tiêu tán. Cố an cần đại lượng cà rốt. Hắn không ngừng dùng bóng lưng câu dẫn thỏ tử, sau đó tại đột nhiên quay người, thỏ tử nhóm mộng bức tại tại chỗ, duy trì ném mạnh cà rốt động tác kia, cứng ngắc tại chỗ kia chỉ cần ngươi không đưa lưng về phía thỏ tử kia bọn nó liền là một đám người vật vô hại tiểu khả ái. Sau đó cố an liền hội giống thái thịt đồng dạng, lăng lệ đao phong một trận cuồng vũ, thu hoạch phong phú. Cầm lấy một kiện cũ nát túi, đổ đầy cà rốt về sau, cố an rốt cuộc thu tay lại, tạm mà bỏ qua cái này bầy thỏ tử. Ở phía trước liền hội là một con sông, cách bờ bên kia ước chừng 50 mét cự ly một bên bờ có một chiếc thuyền nhỏ ngồi bên cạnh một vị người chèo thuyền nhìn đến người đến sau người chèo thuyền hội mời đối phương lên thuyền như là ngươi lên thuyền kia chúc mừng ngươi sẽ mất đi hết thảy hành động năng lực thân thể sẽ toàn bộ tê liệt chỉ có đại não duy trì thanh tỉnh sau đó người chèo thuyền cười gần đem ngươi ném đến sông bên trong cho cá ăn mà lại ngươi đại não tất cả duy trì thanh tỉnh nhìn lấy những kia cổ quái cá đem chính mình tươi sống cắn chết như là ngươi cự tuyệt lên thuyền y nguyên xin lỗi chỉ cần ngươi xuất hiện tại người trèo thuyền trong tầm mắt ngươi cũng chỉ có thể lên thuyền ngươi sẽ phát hiện ngươi ngoài miệng nói lấy không muốn nhưng là thân thể sẽ rất thành thật hướng thuyền đi sau đó lại bị người trèo thuyền vứt xuống thuyền cho cá ăn có phía trước tử vong kinh nghiệm cố an nội tâm đã sớm nghĩ tốt đối sách Hắn suy đoán, cái này người chèo thuyền bản thân là không có công kích năng lực, chỉ có thể dựa vào kia thuyền nhỏ tự mang tê liệt công năng. Nếu không hắn đại khái có thể không cần phí công phu này đem người lừa gạt thuyền, sau đó tại ném xuống, đơn thuần liền là lãng phí thời gian. Cho nên cái này một lần, Cố An một mặt bình tĩnh xuất hiện tại người chèo thuyền trong tầm mắt. Người chèo thuyền nhìn đến Cố An về sau, lộ ra nụ cười hiền hòa trẻ tuổi người, muốn đi thuyền sao? Lúc này, như là cự tuyệt, thân thể liền hội không khống chế được, trực tiếp bị tê liệt, chủ động hướng thuyền nhỏ đi tới, sau đó tùy ý sâu xé. Cho nên cố an cười ngây ngô lấy gật đầu hồi ứng. Tốt, nói xong, liền hướng lấy người chèo thuyền đi tới. Mấy người đến gần người chèo thuyền về sau, cố an người ngoan thoại không nhiều, nắm lấy cơ hội, trực tiếp xuất đau, đâm vào người chèo thuyền yếu hại vội vàng không kịp chuẩn bị một đao hạ, người chèo thuyền một mặt chấn kinh, miệng bên trong phát ra thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu hóa thành từng đoàn từng đoàn hắc vụ dần dần tiêu tán. Người chèo thuyền chết về sau, bên cạnh chỉ còn lại kia lẻ loi chơi trọi thuyền nhỏ. Cố An chủ yếu mục đích không phải vì đi thuyền đi bờ bên kia, mà là trông mà thèm đáy sông hạ đồ vật. Ngay từ đầu bị ném đến sông bên trong cho cá ăn thời điểm, hắn trong nước dẫy ruộng, phát hiện con sông này cũng không sâu, đáy sông còn thả lấy một cái dương. Tại vết nứt không gian phát hiện cái dương, ở trong đó khẳng định có đồ tốt, coi như mình dùng không đến, cũng có thể dùng cầm ra ngoài đổi một bút phong phú năng nguyên thạch. Cho nên, cố an làm hết thảy liền là vì cái dương này bất quá cái này thuyền nhỏ cố an có chút kiêng kỵ rất thẳng thắn trực tiếp hướng thuyền ném mấy cái cà rốt đi qua tiếng oanh minh chấn động thuyền nhỏ bị nổ nát bấy chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi trôi nổi nước sông còn có đáy sông nhìn xuống không thấy hung tàn ngư nhi nổ nát thuyền nhỏ về sau cổ an tiếp tục hướng sông bên trong ném mạnh cà rốt phía trước hắn phát hiện cà rốt ném xuống về sau mực nước thế mà lại ngã xuống cho nên hắn muốn lợi dụng cà rốt để mực nước triệt để lui tán sau đó tại lấy đi cái dương cà rốt rơi xuống nước về sau tiếng oanh minh không ngừng vang lên mỗi lần tiếng oanh minh vang lên nước sông mực nước liền hội hơi thối lui hạ từng điểm mặc dù cái này hết thảy không quá rõ ràng nhưng là mấy chục khỏa cà rốt ném xuống về sau cố ăn còn là nhìn đến một chút biến hóa cái này cà rốt số lượng không đủ chỉ dựa vào ta không biết rõ lúc nào mới có thể làm xong cố an nhíu nhíu mày may mắn nội tâm sớm có kế hoạch theo sau liền quay người hướng lấy vừa rồi thỏ bầy vị trí đi tới thỏ tử nhóm nhìn đến cố an sau lần lượt manh manh đát nhảy qua đến thật giống nhìn đến người nhà đồng dạng có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hầu thịt kho tàu thỏ đầu ăn ngon thật Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Cố An đến gần thỏ tử, sau đó đưa lưng về phía bọn nó, các loại thỏ tử có động tác thời điểm hắn lại đột nhiên quay người, đồng thời dây lát ở giữa lui về sau một bước. Thỏ tử nhóm ném mạnh cà rốt động tác cứng ngắc giữa không trung, sau đó lại thu hồi, đồng thời bước chân cũng tùy tùng Cố An tiến lên một bước nhìn đến cùng chính mình nghĩ một dạng về sau cố an liền không ngừng lặp lại lấy động tác này đã quen tay hay việc thỏ tử liền này dạng một mực theo lấy cố an thẳng đến lưu lại tại một bên bờ về sau cố an mới hoàn toàn say người đưa lưng về phía thỏ bầy nội tâm đếm thầm một giây sau đó liền hướng lấy bên cạnh trốn tránh từng cái cà rốt ném qua cố an đã sớm không tại tại chỗ cà rốt lần lượt đầu nhập trong sông tiếng oanh minh không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc. Cố An nhìn lấy những này thỏ tử, cái cái hai mắt đỏ ngầu, thật giống có thù giết cha đồng dạng. Vì giảm xuống thỏ tử nhóm nộ hỏa, hắn thử nghiệm gọi một câu. Thịt kho tàu thỏ đầu ăn ngon thật, thời gian hơi hơi đình trệ một giây. Sau đó phô thiên cái địa cà rốt cuốn tới, cố an liền trốn tránh, cà rốt lần lượt vào sông, kia bạo tạc tiếng oanh minh vang chấn động đến cả cái vết nứt không gian đều đang run rẩy. Cố an lặng lẽ mắt nhìn, tốt ra hỏa, cái này hắc vụ bên trong sợ là có mấy trăm con thỏ tử, quả thực liền là đâm hăng thỏ. Nước sông không ngừng hạ xuống, cố an tại một bên bờ tiếp tục câu dẫn, thẳng đến cả cái đại hà triệt để khô hết mới dừng nước sông thối lui về sau, thỏ tử đã không có giá trị tồn tại. Cố An lặng lẽ rút đau, một trận vung vẩy, giải quyết những này nhìn giống như khả ái đám gia hòa. hết thầy tất cả đều là một mạch mà thành, đạt đến lý tưởng nhất hiệu quả. Cố An biết rõ thành công nguyên nhân chủ yếu còn là phía trước mấy lần tử vong để chính mình có rất nhiều người không có kinh nghiệm, hắn mới có thể thành công lợi dụng trong này một ít quy tắc không có nghĩ nhiều nữa ánh mắt dần dần rời về phía khô hết đáy sông chỗ kia chính thả lấy một cái dương không biết là tài liệu gì chế tạo có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hầu thà rằng tự sát đều không cứu ta nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nhìn lấy cái yếm xuất thần một hồi cố ăn cái này nhất khắc có điểm nhìn lên suy nghĩ lấy muốn hay không một lần nữa cược một cực xe đạp biến motor nhưng là 100 cây em phạm vi loại lặp lại phục sinh, hiện tại lốt thời gian đã gia tăng đến 13 phút phía trước, cái này đối cần cù hắn đến nói, còn là rất dài rằng rạc. Như là cái này 13 phút là thời gian thực kia cố an còn thật không sợ phiền phức, bất quá hiện tại tùy tiện tìm một chỗ ngồi lẳng lặng đợi, đem 13 phút tiêu tốn cái này dạng tính chết rồi lại đến, lốt đến 13 phút trước, chính mình y nguyên sẽ xuất hiện tại vết nứt không gian bên trong, mà không cần đuổi kia nhiều đường. Đáng tiếc, lốt thời gian là dựa theo lần thứ nhất tử vong thời gian đến tính toán, là dùng lần thứ nhất tử vong thời gian vì tiết điểm, sau đó mỗi lần phục sinh lốt hướng, phía trước kéo dài một phút. Cái này hội rất phiền phức, lãng phí rất nhiều thời gian cứu mạng a chạy mau a người nào tại tóm ta quần ngay tại suy nghĩ vấn đề cố an bị nơi xa tiền ồn ào bừng tỉnh những âm thanh này rất tạp kêu loạn rất rõ ràng là đằng sau những kia dò đường người nhóm tiến đến chỉ là cùng cố an tình cảnh bất đồng cố an là thỏ tử sát thủ mà cái này bầy người thì là bị một đám thỏ tử truy lấy chạy một đám giỏ đường người không sai biệt lắm có mấy chục người từ hắc vụ bên trong hiện thân hướng lấy cố ăn cái phương hướng này chật vật chạy tới phía sau là một đám điên cuồng ném lấy củ cải thỏ tử mấu chốt bọn hắn còn đưa lưng về phía thỏ tử thỏ tử nhóm đuổi đến càng vui mỗi lần ca rốt bạo tạc sau tổng hội thu cắt đi một chút sinh mệnh một chút may mắn trốn đến một mệnh võ giả cũng bị bạo tạc dư ba thương tới đến, thân thể bị thương, vô lực hơi tàn. Cái này không phải vừa rồi kia vị đệ nhất cái tiến đến đại lão sao? Hắn thế mà còn sống, chạy trước tiên là một bàn tử, đương thời liền là hắn cầm lấy que trúc để mọi người cùng nhau rút thăm, cho nên hắn đối cố an ấn tượng phi thường khắc sâu vốn là cố an chủ động đề xuất đệ nhất cái tiến vào lúc, hắn tâm lý đã ngầm thừa nhận cái này trang bức ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả, nhân ra hiện tại còn sống hảo hảo, ngược lại đằng sau một chút tiến đến dò đường người đã mộ phần thảo cao ba thước. Bàn tử thật giống nhìn đến cứu tinh đồng dạng, một bên hướng cố an cái này một bên chạy, một bên la hét. Đại lão, cứu ta, cố an mắt nhìn bàn tử, hơi hơi trầm tư, nghĩ nghĩ sau nói lần sau nhất định nói xong trực tiếp cầm đao đối chỗ yếu hại của mình đâm tới nơi xa đang chạy đến bàn tử trực tiếp kinh ngạc đến ngây người bàn tử mẹ nó ngươi liền tính không muốn cứu ta cũng không cần tự sát a à, bàn tử bởi vì cố an cử động trực tiếp lưu lại tại tại chỗ xuất thần đằng sau một cái cà rốt ném qua mang đi hắn sinh mệnh hắn trước khi chết thời điểm não hải bên trong còn tại nghĩ, vì cái gì cái này người liền tính tự sát cũng không nguyện ý cứu mình, người đã tử vong, bắt đầu phục sinh lốt. Người phục sinh, thuộc tính được tăng lên, tinh lực cộng một, nhanh nhẹn cộng một, thể lực cộng một. Mặc dù tâm lý la hét phục sinh lốt thời gian quá dài, quá phiền phức. Có thể cố an thân thể còn là rất thành thật lại lần nữa chính mình đoạn. Lại là lặp lại một lượt phía trước chàng cảnh lại lần nữa mở ra cái dương sau, chỉ thấy bên trong thả lấy mấy cái chén bể, một lần so một lần kém, Cố An mặt đen lên, tính là triệt để chết tâm. Khả năng là bởi vì cái này chỗ hoàn cảnh không quá tốt ảnh hưởng chính mình Âu Hoàng thuộc tính. Đón lấy, đám kia bị thỏ tử đuổi theo dò đường người nhóm từ hắc vụ bên trong kêu cha gọi mẹ chạy ra. Dẫn đầu bàn tử nhìn đến Cố An liền giống nhìn đến cha ruột, miệng bên trong hô háo đại lão cứu ta. Cố An là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, phía trước đáp ứng bàn tử nói nhất định, kia liền phải giữ lời. Không nói nhảm, hướng lấy bàn tử dơ lên tay. Năm ngón tay mở ra, từng sợi tinh mang một dạng quang huy giống phấn hoa một dạng rơi xuống, đồng thời còn nương theo lấy một chút mơ hồ than nhẹ, trực thấu tâm linh tiếng ca. Giống là một đám thuần chân ngây thơ thiếu nữ tại thanh sướng cố an cảm giác chính mình có một chút dã rời, tinh thần lực thật giống xuất hiện ngắn ngủi trống chỗ. Hiển nhiên, võ kỹ này hội hao tổn tinh lực. Bất quá, cùng nữ nhân so sánh, võ kỹ hao tổn tinh lực thì nhỏ hơn nhiều. Phấn hoa huy sái tại bàn tử thân bên trên, cái sau thân bên trên những kia nứt ra miệng thế mà bắt đầu thần kỳ khép lại. Trị liệu hình kỹ năng, dò đường người bên trong thế mà biết võ kỹ đại lão hơn nữa còn là nhất khan hiếm trị liệu hệ võ kỹ, bản thân cảm nhận được thân thể biến hóa, thể năng khôi phục nhanh chóng bàn tử trực tiếp trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc tại tại chỗ. Thân thể khôi phục bình thường bàn tử một cái kinh hướng cố ăn cái này một bên chạy, bên cạnh một số võ giả cũng nhìn thấy màn này, một bên chấn kinh thế mà xuất hiện sẽ trị liệu hệ võ kỹ đại lão. Vừa cùng bàn tử đồng dạng, cùng nhau chạy trước. Mặt đối đột nhiên phát lực chạy đám người, thỏ tử nhóm sinh khí nghiến răng, cũng ra tóc nhảy nhót lên đến. Cố an há to miệng, muốn nói cho cái này bầy người, đưa lưng về phía thỏ tử liền là tìm chết. Bất quá suy nghĩ lấy trước mắt cái này tình huống, đại gia tâm lý đều sợ hãi cực, đầu óc hỗn loạn tê tê, nói cũng không có người nghe lót. Hiện tại bọn hắn một tâm đem mình làm thành cứu thế chủ, để bọn hắn dừng thân chuyển qua mặt đối thỏ tử, không quá hiện thực. Cố An không muốn bị cái này bầy người lan đến, không nghĩ tại đi đổi mới phục sinh một lần nữa lại đến. Coi như mình không chạy, mặt hướng thỏ tử, có thể những này người vẫn là sẽ chạy qua đến, bọn hắn đưa lưng về phía thỏ tử, còn là hội kích phát thỏ công kích quy tắc. Ngược lại thời điểm chính mình liền bị tai bay vạ gió. Cho nên, không nhiều nói nhảm, quay đầu liền chạy chính xem cố an vì cứu thế chủ bàn tử nhìn đến đại lão chạy hắn hoảng liền la hét đại lão đừng chạy ta biết rõ quy củ thêm huyết liền muốn thêm tiền ta đưa tiền ta có tiền phía trước cố an nghe đến cái này lời nói tốc độ chậm chút hứa nhiều chút do dự hồ nghi quay đầu nhìn bàn tử một mát nhìn đến cố an thả chậm bước chân phía sau đám người con mắt đều là sáng lên tốt bàn tử thế mà đem đại lão nói động mà lại đại lão dừng lại về sau phía sau thỏ tử thế mà không truy rồi cái này đại lão có điểm nghiêu bức a chỉ bằng vào khí thế liền chấn trụ những này thỏ tử chật vật chạy dò đường người nhóm phát hiện thân sau kia một mực đuổi sát không tiêu tan thỏ tử nhóm thế mà không đang truy đuổi ngược lại chậm rãi lui ra phía sau trở lại hắc ám bên trong tất cả mọi người cảm thấy là bởi vì cố an lực uy hiếp dọa lùi thỏ tử có thể chính cố an rõ ràng, cái này cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Bởi vì, trước mặt mình, nhiều ra một cái quái vật khổng lồ. Hắc vụ bao vây lấy cái này thần bí vật thể, nhìn không rõ chân thực hình dạng. Bên trong truyền đến một chút xích sát lê đất, phát ra ảo ảo thanh vang. Dù cho mặt đối hắc vụ, không nhìn thấy bên trong hết thảy, có thể cố an vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách kia là để người tuyệt vọng khí tức dần dần kia thần bí phật thể càng ngày càng gần đằng sau đám kia tập hợp đến cố an bên cạnh giò đường người nhóm cũng sắc mặt ngưng trọng lên ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm kia một đoàn hắc vụ rốt cuộc hắc vụ chậm rãi tán đi tất cả mọi người thấy rõ cái này thần bí phật thể bộ mặt thật có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hầu gặp phải thì phải chết u linh thuyền nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Mực đậm một dạng hắc vụ dần dần mờ nhạt. Đám người tầm mắt từng bước rõ ràng lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn đến một chiếc cũ nát cao lớn thuyền buồm chính lưu lại tại một bên bờ. Thuyền buồm kiểu dáng rất cổ lão thật giống thế kỷ trước tạo hình bên ngoài thuyền sơn đã chóc ra hơn nửa kia cũ nát khắp nơi có thể thấy lưu có nhiều lỗ lớn buồm diệp chính phiêu đẳng tại không trung thân tàu hai loại trói dính đầy vết dỉ xích sắt bị gió thổi đến hoa hoa tác hưởng có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hậu u linh thuyền bên trên thiếu nữ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com cố an mắt nhìn phát bài viết người thời gian là tại năm ngoái từ năm trước cho đến nay cũng không có tân tăng cấp s khe hở cho nên cho dù có người nhìn đến cái này thiếp mời cũng không có cơ hội đi dựa theo thiếp mời nội dung đến thử nghiệm mà u linh thuyền hiện tượng sẽ chỉ xuất hiện tại lần thứ nhất vết nứt không gian hàng lâm lúc về sau người nhóm liền tính muốn tìm cũng tìm không thấy trừ phi lại có tân cấp s khe hở sinh ra cho nên cố an không muốn bỏ qua cơ hội này như là chính mình có thể giải khai u linh thuyền đáp án kia tất nhiên phải nhận đến to lớn danh vọng từ đó dẫn tới phía trên quan tâm cái này dạng trị liệu cha dược tề liền có thể dùng nói trước thu vào tay thu hồi điện thoại tạm thời phóng tại tại tủ chứa đồ bên trong cố an lại lần nữa đạp lên trinh cái này một lần, hắn cố ý mang một cái bao màu đen, bên trong chứa một chút kỳ kỳ quái quái ngoạn ý, cái gì thập tự giá, tỏi, kiếm gỗ đào, máu chó đen vân vân. Không quản có tác dụng hay không, tổng muốn thử một chút. Thử nghiệm kết quả hiển nhiên là không như ý. Cố An chờ lấy U Linh thuyền xuất hiện về sau, liền tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới đem những đồ chơi này từng cái bày ra, hướng lấy U Linh thuyền huy động. Sau đó, hắn lại lần nữa treo một lần nữa lại đến lại treo lại đến đánh giá lại chết bảy tám lần phục sinh thời gian không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh cố an suy nghĩ lấy tại cố gắng một điểm đều có thể dùng đuổi lên phía trước giờ cơm thử nghiệm vô số loại biện pháp đáng tiếc cuối cùng đều là bị u linh thuyền chơi chết thậm chí thế nào chết đều còn không có làm rõ ràng chỉ biết U Linh thuyền vừa rồi ra đến kiên 5 phút là an toàn, chỉ cần không chủ động lên thuyền liền sẽ không nhận tổn thương. Cho nên, Cố An mỗi lần đều có 5 phút cơ hội đến thực nghiệm. Cái này 5 phút bên trong, hắn nghĩ hết biện pháp, thậm chí sau cùng bất đắc dĩ hướng sông bên trong một năm. Bên cạnh những cái kia võ giả nhìn đến cố an liền này đối mặt với bọn hắn, thân thể hướng lấy nước sông ngã xuống, lần lượt lộ ra tuyệt vọng thần xác liền đại lão đều từ bỏ sao, vậy chúng ta còn cần muốn kiên trì à, thân thể nện ở trên mặt nước, tóe lên từng đóa từng đóa bọt nước. Chỉ là cùng dự đoán bên trong những kia vô danh ngư nhi đến gặm cắn tình cảnh của mình có chút không cùng một dạng. Cái này nước bên trong, tựa hồ cái gì đều không có. Cái này nước thế mà là an toàn. Cố an một kinh, theo sau bên tai truyền đến động tĩnh chỉ gặp một bên bờ vùng này thổ địa không biết khi nào cùng lục địa chia cắt ra đến, biến thành một tòa đảo hoang. Mà thời gian qua 5 phút kia thần bí tập kích cũng không có lần nữa xuất hiện. Cái này là phá cục rồi. Cố An chấn động trong lòng, cái này phá cục bước đầu tiên thế mà là chủ động nhảy đến cái này hắc hà bên trong. Cúi đầu mắt nhìn cái này đen hồ hồ nước sông, Cố An một trận ác hàn. Nói thật tại vết nứt không gian, nhất tràn ngập cảm giác thần bí liền là những này nước sông, bởi vì tại mỗi người trong ý thức dưới đáy nước tất nhiên đều ẩn tàng lấy thần bí nguy cơ. Tại khe hở bên trong, nhìn đến nước sông, đại bộ phận người đều hạ ý thức lựa chọn rời xa, mà sẽ không giống như cố an chủ động nhảy cầu. Trên bờ người còn không biết cho nên, cũng không biết rõ bởi vì cố an nhảy cầu cử động cứu bọn hắn một mệnh mỗi người đều tại lo lắng hãi hùng nhìn lấy U Linh Thuyền. Ai cũng không biết tiếp xuống đến phải đối mặt thế nào dạng khủng bố. Cố An cũng từ nước bên trong bơi vào bờ. Bàn tử liên tiếp qua đến, nhẹ giọng hỏi. Đại lão, người vừa rồi vì sao muốn nhảy cầu A? Vấn đề này cố An không biết rõ trả lời thế nào, thuận miệng qua loa một câu. Muốn dò la xem một lần đáy sông có cái gì nguy hiểm, bàn tử lập tức giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đại lão, kẻ tài cao gan cũng lớn, ta nhóm nhìn đến những này hắc thủy, trốn đều không kịp, Cố An không có tại phản ứng bàn tử, cả cái người đột nhiên trệ ở. Bởi vì kia u linh thuyền bong tàu bên trên, không biết khi nào nhiều một thiếu nữ thiếu nữ mặc một bộ màu trắng váy dài, nhìn qua bất quá 7-8 tuổi, một đôi ánh mắt sáng người đang tò mò nhìn lấy cố an bọn hắn. Cái này U Linh Thuyền đột nhiên xuất hiện một vị bạch y thiếu nữ, không có người cảm thấy cái này là một chuyện tốt, dựa vào U Linh Thuyền hơi gần người đều đồng thời về sau lùi lại. Hạ ý thức hướng cố an bên cạnh dựa vào tới. Người nhóm muốn rời đi nơi này sao, thiếu nữ đứng trên bong thuyền, thanh âm sáng tỏ thanh thúy. Phía dưới người hạ ý thức nhẹ gật đầu. Cố An mắt nhìn bốn phía, lúc này bọn hắn đều ở vào trên đảo hoang, xung quanh là tràn ra khắp nơi qua đến nước sông, mực nước còn tại tăng lên không ngừng, rất nhanh liền hội bao phủ cái này chỗ. Trong nước sông lúc này tựa hồ nhiều chút vô danh quái vật tại chỗ kia đung đưa, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua. Nếu như muốn rời đi nơi này, chỉ có leo lên chiếc này u linh thuyền. Vậy các ngươi mau lên đây đi, nếu không nước biển hội làm chết các ngươi, thiếu nữ giống đám người phát ra mời. Nhưng là không ai dám động, ai cũng biết cái này thiếu nữ khẳng định có vấn đề. Người nhóm đối chưa biết là sợ hãi, lại là Cố An đệ nhất cái chủ động đứng dậy, đã thành thói quen tại cho đám người lưu lại lão phụ thân một dạng vĩ ngạn bóng lưng. Bàn tử con mắt đỏ ngầu, nói: nếu có thể sống lấy ra ngoài, ta nhất định phải viết một phần viết văn, danh tự liền gọi phụ thân, cố an lần thứ nhất đạp lên bong tàu. Dẫm lên dây sắt cầu thang leo núi đi lên, cũ kỹ dây sắt không ngừng phát ra cạp cạp thanh vang, tùy thời đều muốn đoạn nứt ra đồng dạng. Phía sau đám người nhìn đến cố an không có nguy hiểm, cũng từng cái bắt đầu leo núi thiếu nữ ở một bên bình tĩnh nhìn không nói gì một mực chờ đến tất cả mọi người lên thuyền về sau thiếu nữ rốt cuộc mở miệng bọn hắn đều nói ta là đồ hèn nhát vậy còn ngươi ngươi là đồ hèn nhát sao bị cha hỏi võ giả nhìn lấy cái này người vật vô hại tiểu cô nương mặc dù tâm lý sợ hãi cực dáng người sống lấy liền là vì mặt mũi hắn kiên trì thậm chí còn phát ra trào phúng tiếng cười ha ha ta đương nhiên không phải đồ hèn nhát ta lá gan có thể lớn đồ hèn nhát làm sao dám tới đây thiếu nữ nghe xong khẽ lắc đầu ta không tin ngươi dám để cho ta sờ sờ ngươi trái tim sao như là ngươi sợ hãi hắn khẳng định biết nhảy động đến rất nhanh võ giả nghe đến cái này lời nói lại mắt liếc bên cạnh nhìn sang đám người một lúc xuống đài không được lập tức vỗ vỗ ngực đến tiểu muội muội tùy tiện mò thiếu nữ đến gần võ giả bàn tay nhỏ trắng loãn thả tại trước ngực của hắn lòng bàn tay hướng lấy trái tim vị trí những người khác không nói gì tựa hồ liền không khí đều an tĩnh lại phanh phanh phanh, phanh. cái này nhất khắc thật giống tất cả mọi người có thể nghe đến võ giả tim đập thanh vang thậm chí càng lúc càng nhanh thiếu nữ sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống đến ngẩng đầu nhìn người võ giả kia người gạt người người tim đập đến thật nhanh người rõ ràng liền rất sợ hãi lừa đảo đều phải chết nương theo lấy thiếu nữ kia ngón tay trắng nõn đột nhiên sinh trưởng khoe khoang tài giỏi duệ móng tay trực tiếp cắm vào vị võ giả kia tim răng rắc một tiếng vang giòn tại chỗ nhân tâm bên trong kia phần sợ hãi rốt cuộc bị vô hạn phóng đại bọn hắn biết rõ cái này ra hòa trái tim bị thiếu nữ bóp nát giết có võ giả không muốn ngồi mà chờ chết chủ động hướng lấy thiếu nữ một quyền đánh tới nhưng mà gia quyền võ giả trực tiếp bị nào đó chủng thần bí lực lượng giam cầm giữa không trung kia ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát bong tàu phía trên đột nhiên rơi xuống một đạo xích sắt xích sắt phía trước chói sắc bén loan đao đem tên võ giả này chặt ngang chém đứt có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hầu tử thần công kích quy tắc Nghe chọn bộ tại mê audio com Ngắn ngủi mở màn liền treo hai vị võ giả, những người còn lại đều là tê cả da đầu, toàn bộ co đầu rút cổ đến cố an thân sau. Lúc này, đây không tính là quá rộng dày sau lưng đối bọn hắn đến nói đã là duy nhất ỉ lại. Cố an thủy chung đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn lấy thiếu nữ hết thảy lúc trước ôn nhu sinh xắn thiếu nữ hiện tại nhìn lại liền giống một vị lạnh lùng vô tình đau phủ người sợ hãi sao thiếu nữ cái này lúc nhìn về phía cố an tựa hồ phát hiện cái này người quá bình tĩnh cố an bình tĩnh nhìn thiếu nữ cái này thân cao chỉ đến bụng mình thiếu nữ chính trực thẳng nhìn mình chằm chằm kia con ngươi xinh đẹp phía sau thâm tàng lấy vô hạn sát cơ cố an lắc đầu ta không sợ thiếu nữ không tin kia ngươi để ta sờ sờ ngươi trái tim nhìn xem hắn nhảy nhanh không nhanh cố an không có nói tiếp mà là hỏi kia ngươi có sợ hay không? Thiếu nữ hơi sững sờ, trầm mặc một lát, tựa hồ trần chờ một chút, sau đó nhẹ nhẹ lay động đầu. Ta không sợ, cố an lắc đầu. Ta không tin, người phía trước nói lừa đảo đều phải chết, kia ngươi phía trước khẳng định lừa qua người, người khác hỏi ngươi có sợ hay không, ngươi nói không sợ, kỳ thực ngươi rất sợ hãi. Cho nên ngươi chết rồi, nghe đến cố an, thiếu nữ kia sắc mặt tái nhợt cái này nhất khắc thật giống càng thêm trắng nõn nàng thân thể về sau hơi hơi lùi lại một bước, có chút tức giận nhìn lấy cố an. Người đừng quản ta, ngươi dám để cho ta sờ sờ ngươi trái tim sao? Nhìn xem hắn khiêu động nhanh không nhanh, cố an một mặt bình tĩnh. Người đến, bất quá sau khi sờ xong liền đến phiên ta đến mò, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi đến cùng có sợ hay không, sau lưng bàn tử nghe đến cái này lời nói, liền chen miệng nói đại lão, cái này ngực phẳng có cái gì tốt mò, ta nhóm còn là nghĩ biện pháp trốn ra cái này chỗ đi, chỉ cần có thể rời đi nơi này, ta đều có thể cấp cho ngươi mò. Cố An liếc xéo bàn tử một mắt, không nói gì. Thiếu nữ cái này lúc đi lên phía trước, cùng phía trước đồng dạng, tay nhỏ thả tại Cố An ngực bên trên. Có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hầu chuyện thất đức làm nhiều, cho nên không mặt mũi gặp người. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Cái này nhất khắc, cố an thật giống phát hiện cái gì không thể bí mật, cũng rốt cuộc minh bạch phía trước tiến vào cái này chỗ cửu phẩm võ giả là thế nào chết được. Bởi vì liền tính ngươi là cửu phẩm ngươi cũng sợ chết, thậm chí ngươi so người khác càng chân quý chính mình sinh mệnh. Mà tử thần chỉ cần bắt giữ tới ngươi trong tiềm thức e ngại, kia ngươi liền thua định nhưng bây giờ cố an một chút cũng không sợ thậm chí còn có điểm tiểu kích động hắn nghĩ nghĩ lớn mật duỗi ra tay đem tử thần trên trán kia che kín gương mặt liền mũ áo nhấc lên không có gương mặt không có ngũ quan chỉ là một đoàn hư vô hắc vụ nhìn lấy hắc vụ cố an có thể cảm giác được tử thần cũng đang nhìn mình mặc dù hắn không lộ vẻ gì tử thần cũng không ngờ đến thế mà có người thật không sợ chết thậm chí còn nhấc lên chính mình mũ cái này nhất khắc không khí đều an tĩnh người chuyện thất đức làm nhiều cho nên không mặt mũi gặp người cố an nghĩ nghĩ đánh phá yên tĩnh hy vọng có thể hòa hoãn đè xuống ức không khí tử thần tử thần nội tâm táo bạo rất muốn làm chết cố an nhưng là người này trong tiềm thức không có gọi sợ hãi đồ vật hắn không có biện pháp động thủ cái này thế gian vạn vật, bất kỳ cái gì sinh linh đều hội có sợ hãi, vì cái gì cái này sâu kiến đồng dạng nhân loại lại không có. Cái này là vì cái gì? Tử thần không nghĩ ra vấn đề này. Cố An cái này lúc đem ánh mắt rời về phía Tử thần tay bên trong kia một chuôi liêm đao. Một cái nắm chặt liêm đao thân đao, vào tay một phiến lạnh buốt, một đạo lạnh lẽo vô cùng khí thể trực tiếp chui vào thể nội. Nhưng là từ nơi sâu xa, tựa hồ lại nhiều hơn một loại liên hệ. Tử thần chấn kinh, liền tránh thoát, nhưng là mặt đối không có sợ hãi Cố An, hắn thế mà không phải là đối thủ. Chỉ cần đối phương có sợ hãi, kia tử thần liền là vô giải, có thể là nếu như đối phương không có sợ hãi, kia tử thần khả năng chỉ là một tia không khí. Tử thần phát hiện chính mình vô pháp đoạt lại chính mình liêm đao. Cố An cũng phát hiện cái này một điểm, tử thần phản kháng để hắn càng thêm hưng phấn. Người càng phản kháng ta càng hưng phấn. Cố An nghĩ nghĩ, nhịn không được nói câu. Tử thần, mẹ ta muốn đánh người. Cố An dùng lực cầm liêm đao chui đao, thử nghiệm nuôi dưỡng một lần. Tử thần cũng lập tức cầm thật chặt, biểu tượng thức dẫy ruộng một lần. Bất quá, vô pháp kích phát công kích quy tắc tử thần vô luận như thế nào dễ dùa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cố an đem hắn liêm đao cướp đi. Tử thần không có tại phản kháng, bởi vì biết rõ vô luận như thế nào phản kháng đều vô dụng, dứt khoát còn không bằng lựa chọn hưởng thụ. Chỉ là, hắn có điểm muốn khóc. Từng điểm giống nước mắt một dạng hắc vụ từ kia không mặt mặt nhỏ giọt xuống. Từng giọt hắc vụ rơi trên bong thuyền, hóa thành bột phấn tiêu tán cố an thấy cảnh này lại nhìn một chút tử thần nam nhân nhìn hội trầm mặc nữ nhân nhìn hội rơi lệ cho nên ngươi là nữ tử thần liêm đao cuối cùng vẫn là bị cố an thành công cướp đi làm liêm đao thoát ly tử thần trong tay một khắc kia trở đi cố an rõ ràng cảm giác được kia thấu xương băng lãnh đã không tại cái này thanh liêm đao nào đó chủng nói không nên lời khí tức tựa hồ cùng chính mình liên quan cùng một chỗ mà lại hắn không phải dùng vật thật hình thái xuất hiện tay trái mình trên cánh tay nhiều một đạo lớn chừng bằng móng tay hắc sắc liêm đao ấn ký chỉ cần ý thức điều khiển liền có thể biến đổi hóa ra cái này thanh liêm đao tới cố an thử nghiệm triệu hoán liêm đao tử thần sau khi thấy lập tức về sau lui nhanh cả thân thể trôi nổi tại cánh buồm phía trên quan sát từ đằng xa lấy cố an cũng không dám xuống đến Cố An như có điều suy nghĩ, tử thần cũng sợ hãi cái này thanh liêm đao. Rốt cuộc liêm đao triệu hoán thành công, một đạo hắc vụ từ cố An cánh tay nổi lên hiện, dần dần diễn hóa thành một chuôi liêm đao, chính là tử thần phía trước trong tay kia thanh. Chỉ là hiện tại cố An rõ ràng vô pháp triệt để khống chế cái này một chuôi liêm đao. Liêm đao xuất hiện về sau, kia khí lưu cường đại trực tiếp đem cố An nguyên cả cánh tay đều xé rách ra kia ấn có liêm đao ấn ký cánh tay dây lát dán đoạn nứt ra nát bấy. Cạp cạp cạp, trôi nổi tại cánh buồm bên trên tử thần mặc dù ném liêm đao nhưng nhìn đến cố an phế bỏ một cái cánh tay sau phát ra cười trên nỗi đau của người khác chế diễu. Những võ giả khác cũng một mặt bi quan nhìn tới. Vốn cho rằng cái này đại lão áp chế ở tử thần, không nghĩ tới lại ném một cái cánh tay võ giả như là ném cánh tay, về sau chiến lực nhất định giảm bớt đi nhiều. Cố An cũng không ngờ tới chính mình hội bị liêm đao ấn ký cho phản phệ, cái đồ chơi này như là trong tay người khác, phỏng chừng là thành bom hẹn giờ, có thể chính mình không giống nhau. Bởi vì, Cố An gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đưa tay liền cho chính mình một đao. Không quản là tử thần hay là hết thảy buồn giàu đứng ngoài quan sát võ giả nhóm, đều là một mộng không phải chứ đoạn một cái tay liền không muốn sống rồi người đã tử vong bắt đầu lốt phục sinh người phục sinh lực đạo cộng một tinh lực cộng một thể lực cộng một lặp lại từng man tái hiện người chỉ là ẩn tàng tốt chờ hắn đến người nhóm đều phải chết thiếu nữ kinh hoàng lui lại một đạo hắc vụ tại nàng bên cạnh trôi nổi mà lên tử thần hình dáng lại lần nữa hiển hiện hắn lạnh lùng nhìn lấy thiếu nữ đồng thời nương theo lấy câu kia lời kịch một bầy kiến hôi đều giải quyết không lưu ngươi tác dụng gì tử thần giơ cao lên tay thiếu nữ một mặt tuyệt vọng chỉ là dừng lại hồi lâu sau đó tử thần thanh âm biến đến có chút bối rối có chút sắc bén ta đau đâu bởi vì tử thần dừng lại công phu thiếu nữ đã thoát ly nguy hiểm chỉ là nàng vận y như cũ chỉ có thể lưu tại bong tàu bên trên tử thần nhìn chằm chằm cố an phát hiện đến dị thường ta có thể cảm giác được ngươi thân bên trên có liêm đao khí tức vì cái gì tử thần không nghĩ ra chỉ có thể mù quáng suy đoán kết quả càng nghĩ càng hoảng cái này người thật mạnh a à, thế mà tại chính mình hoàn toàn không biết đến tình huống dưới cướp đi liêm đao mà lại cái này người thế mà không hề sợ hãi chút nào tử vong hắn không có từ trên người người này cảm nhận được kia chủng sợ hãi cùng sợ hãi khí tức hắn thích nhất liền là loại vị đạo này có thể là trên thân người này cũng không có tử thần mắt nhìn bên cạnh võ giả cái cái thân bên trên đều tản ra hắn thích vị đạo hắn từ bỏ cố an đưa ánh mắt chuyển rời về phía những kia người tử thần cầm cố an không có biện pháp cố an cũng tương tự cầm tử thần không có biện pháp đừng đừng giết ta một võ giả bị tử thần bóp lấy cổ, bởi vì không có liêm đao, tử thần vô pháp làm đến miểu sát, chỉ có thể bóp lấy võ giả cổ, để hắn từng điểm tắc nghẽn hơi thở mà chết. Không có liêm đao, nhìn qua tử thần yếu rất nhiều, nhưng là trên thực tế, nó chỉ là sát lục tốc độ trở nên chậm mà thôi, bởi vì chỉ cần ngươi thân bên trên có sợ hãi vị đạo kia nó vẫn như cũ là vô giải. Nhìn lấy võ giả dẫy dụa bộ dạng, tử thần ngữ khí rất hưng phấn, ta thích cái này trùng hoàng sợ vị đạo. Võ giả một mặt tuyệt vọng, trắng bệch trong mắt, hắn dần dần đã cảm giác không đến tươi mới dưỡng khí, cả cái đại não đều choáng váng, tùy thời đều hội cúc máy. Phấn hoa một dạng kim quang lăng không rơi xuống đến, điểm điểm tinh mang lóe lên mà qua, người võ giả kia dây lát ở giữa tinh thần khẽ giật mình. Thân thể tại tử thần tay bên trong dùng lực lắc một cái. Hắn, thật giống lại sống tử thần quay đầu mắt nhìn chính giơ tay cố an hắn bạo nộ gầm nhẹ một tiếng tay bên trên càng dùng lực cố an không nói gì lại là một cái tiếng hoan hô vung đi qua vừa rồi kém điểm lại một lần nữa tắc nghẽn hơi thở mà chết võ giả lại lần nữa tinh thần phấn chấn chỉ là mặc dù sống tiếp được nhưng là bị bóp cổ hô hấp không khoái quả thực liền là sống không bằng chết mấy lần tuần hoàn về sau võ giả một mặt thống khổ ánh mắt liếc xéo lấy cố ăn miệng bên trong phát ra yếu ớt không quá suôn sẻ thanh âm van cầu người chiên cơm cháy có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hầu tại tiến cho tử thần phiên dịch nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com chiên cơm cháy cố an liếc xéo kia võ giả một mắt lại lần nữa một cái tiếng hoan hô ném tới làm cho đối phương lại một lần nữa tinh thần phấn chấn từ biên giới tử vong kéo lại cái này chủng cứu người khoái cảm hắn thật thích đồng thời ngoài miệng hét lên người đều cái này dạng còn băn khoăn cơm cháy kia bị bóp cổ võ giả nghe đến cái này lời nói trong mắt một trận lật một mực trốn sau lưng cố an bàn từ nghe đến cố an nói thầm nhảy ra ngoài nhỏ giọng nói đại lão, ta nghĩ hắn hẳn là nghĩ đối ngươi nói, tha cho ta đi, cố an nhướng mày. Ta là tại cứu hắn, nếu không hắn sớm chết rồi, bàn tử ra mặt có chút co lại, thận trọng nói. Đại lão, có thể là hắn bộ dạng này, thật giống sống lấy so chết còn khó bị. Cố an cảm thấy bàn tử nói đến có điểm đạo lý, có thể vẫn lắc đầu, một mặt kiên định. Vậy cũng không thể thấy chết không cứu, ta làm không đến, nói, lại ném một cái tiếng hoan hô bị bóp lấy võ giả trong mắt không ngừng lật lên, hắn thống khổ nhìn lấy tử thần. Ngươi, có thể không nhân đức, để ta chết nhanh điểm, tử thần. Bàn tử thương hại nhìn lấy võ giả, tại tuyến cho tử thần phiên dịch. Hắn nói ngươi có thể hay không để hắn chết đến thống khoái điểm. Một câu nói kia trực tiếp để tử thần sụp đổ, kiêu ngạo lại yếu ớt tâm linh bị đà kích, hắn từ bỏ rằng co, xoay người rời đi, trước khi đi lúc mắt nhìn cố an nhân loại ta nhớ kỹ ngươi tử thần cùng hắn đến lúc đồng dạng thân thể dần dần hư hóa hóa thành từng điểm hắc vụ tiêu thất tại tại chỗ ban tử ở một bên nhỏ giọng nói cái này kết thúc rồi cái này là truyền thuyết gặp phải phải chết u linh thuyền liền này cố an không nói gì trong lòng vẫn là so tán đồng mập mạp liền này xác thực nhìn giống như vô giải tử thần cũng chỉ là quy tắc hạ hạn chế người cố an không sợ hãi cái chết cho nên tử thần quy tắc tại hắn thân bên trên không dùng dù là có thể chơi chết cửu phẩm võ giả tử thần bởi vì cố ăn biến số này ném liêm đau hiện tại liền một cái bình thường nhất võ giả đều chơi không chết chỉ có thể trước khi đi vứt xuống một câu ngoan thoại Đại lão, tiếp xuống đến ta nhóm nên làm gì, bàn tử đã đem cố an xem thành người đáng tin cậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Tử thần đi về sau, những kia trốn ở một bên võ giả lúc này cũng chầm chậm tụ khép lại cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía cố an lúc trừ các chủng chấn kinh bên ngoài còn là chấn kinh bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, liền là nói cho bên ngoài người, nói ra đến ngươi khả năng không tin, cửu phẩm võ giả gặp phải đều phải chết u linh thuyền. Ta nhóm gặp đến sau thế mà sống tiếp được, tìm khe hở điểm trung tâm, đem dò đường dụng cụ tung ra đi vào, cố an cái này lúc hồi đáp mập mạp. Những võ giả khác cũng phản ứng qua đến, lần lượt trả lời, đây mới là bọn hắn đến mục đích chỉ là, bọn hắn vẫn cảm thấy thật giống sống lấy trong mộng, vốn là tình huống tuyệt vọng, hiện tại nhìn giống như tựa hồ cho cả sống rồi. Mà cả sống người, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía cố an. Cái này vị đại lão xác định không phải giả heo ăn thịt hổ, thật giống như bọn họ chỉ là võ giả bình thường. Mà không phải cửu phẩm phía trên. Mặc dù bây giờ còn chưa nghe nói qua có người có thể đột phá đến cửu phẩm phía trên cảnh giới, nhưng là Cố An giải quyết cửu phẩm đều giải quyết không được U Linh Thuyền. Kia chuyện này đối với bọn hắn đến nói, liền là một cái có giá trị suy đoán điểm. Cố An đem đám người thần sắc thu hết vào mắt, lần hành động này tính là thu hoạch đợt thứ nhất danh tiếng, chỉ cần có thể mang theo những này người sống lấy ra ngoài. Sẽ hội thu hoạch đến càng nhiều quan tâm lượng. Mặc dù khả năng hội mang đến một chút phiền toái, nhưng là chỉ cần có thể lấy tới cứu cha dược, những phiền toái này hắn không sợ. Bất quá trước mắt U Linh thuyền còn tại trong Hắc Hải hàng tuyến, cũng không biết đem trôi hướng địa phương nào. Cố An dò xét mắt bốn phía, cũ nát trên bong thuyền, thiếu nữ mặc áo trắng kia thân ảnh cũng không có theo lấy tử thần cùng nhau tiêu thất thiếu nữ lúc này ánh mắt đã không có lúc trước ngang ngược nàng cẩn thận từng ly từng tí trốn tại đứng thẳng cánh buồm cột gỗ phía sau nhìn trộm lấy cố an một số võ giả thấy thiếu nữ về sau nội tâm y nguyên tồn tại e ngại nhỏ giọng đối cố an nói đại lão cái này tiểu nha đầu vừa rồi hung tàn vô cùng giết ta nhóm mấy người lưu không thể ngài nhanh thu nàng đi bàn tử ở một bên chen miệng nói ngực phẳng muội cũng xứng để đại lão thu rồi còn không có ta lớn bàn tử nói lấy ưỡn ngực trốn tránh trụ tử phía sau thiếu nữ nghe đến bên này một mặt không phục ta liền tính không giết các ngươi người nhóm cũng hội giết ta ta chỉ là đang bảo vệ ta có cái gì sai nói xong nàng lại nhìn về phía cố an ta có thể dùng nói cho ngươi nhóm xuống thuyền biện pháp cố an minh bạch cái này là thiếu nữ trao đổi mắt nhìn bốn phía u linh thuyền chẳng có mục đích ở trên biển phiêu đãng cũng không biết lúc nào là cái đầu tiếp tục tiếp tục chờ đợi thuần túy liền là tại lãng phí thời gian mặt khác đằng sau người nào cũng không thể bảo đảm còn có hay không nguy hiểm không biết ra đến cố an không nói nhảm rất tỉnh táo như thế nào xuống thuyền phía trước la hét muốn báo thù võ giả lúc này cũng không nói chuyện bọn hắn tỉ mỉ nghĩ nghĩ xác thực so sánh chết đi người sống lấy mới càng có giá trị trước mắt trọng yếu nhất liền là làm cho tất cả mọi người đều an toàn xuống thuyền đến mức báo thù cái gì không quen không biết oan oan tương báo khi nào mới dứt đại gia còn là hòa bình điểm tốt thiếu nữ mắt nhìn cố an, theo sau liền quay người đi đến bong tàu một bên, hai tay dùng lực thôi động lấy một cái dựng đứng cơ quan hoành mộc. Theo lấy thôi động, u linh thuyền cũng chậm ung dung ngừng xuống. Đơn giản như vậy. Bàn tử cùng một nhóm võ giả thấy cảnh này sau đều trợn to trong mắt, có chủng trí thông minh bị nghiền ép cảm giác. Cố An cũng là ra mặt co rúm, bất quá mặt ngoài vẫn y như cũ bình tĩnh như lão cẩu, giải thích nói cái này chủng cơ quan chỉ có giống nàng cái này chủng linh hồn thể phương thức tồn tại mới có thể khống chế linh hồn thể dĩ nhiên chính là hồn phách một loại phía sau võ giả nghe xong đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lần lượt sùng bái nhìn lấy cố an đại lão liền là đại lão cái gì đều hiểu thiếu nữ lập tức lắc đầu không ai cũng có thể khống chế, chỉ là tử thần tại thời điểm, không ai có thể thành công khống chế, bởi vì lên thuyền người đều chết rồi. Ban tử bọn hắn nghe xong đều ho nhẹ vài tiếng, không đi nhìn Cố An, sợ đại lão hội cảm thấy mất mặt. Cố An khẽ gật đầu, liền theo sau liền là tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới rút đao chính mình đoạn, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh người phục sinh, tinh lực cộng một, thể lực cộng một, nhanh nhẹn cộng một đại lão vì cái gì yếu ớt như vậy? Ta có thể dùng nói cho ngươi nhóm xuống thuyền biện pháp, thiếu nữ trốn tại cột gỗ phía sau nói chuyện. Những người khác một mặt do dự, cố an một mặt bình tĩnh đi hướng bong tàu, thôi động đầu mối then chốt. Bàn tử bọn hắn chừng lớn lấy mắt, khó có thể tin u linh thuyền thế mà ngừng lại. Thiếu nữ cũng là trợn mắt hốc mồm, nga lấy miệng nhỏ, không biết nên nói cái gì. Theo lấy U Linh thuyền đình chỉ đi tới, Cố An lặng lẽ rút đao nhìn về phía thiếu nữ. Còn có cái gì muốn nói? Thiếu nữ trầm mặc hồi lâu mới nói, phía trước nghe các ngươi nói, tiến vào cái này khe hở liền là vì biết rõ bên trong lộ tuyến, tình huống nơi này ta quen thuộc, ta có thể dùng nói cho ngươi có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt nhất tiếu khinh vương hầu đại hạ liên bang đều oanh động. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lần này đến phiên cố an trầm mặc còn có chút tự bế. Cái này thiếu nữ biết đến có điểm nhiều, xem ra chính mình đại đao tạm thời là không có biện pháp rơi xuống. Tổng không thể luôn chính mình đoạn, hắn cũng là có tôn nghiêm. Cố an lặng lẽ thu hồi nguồn năng lượng đau, một lần nữa gánh vác, nhìn lấy thiếu nữ nói thiếu nữ vung lên che chắn lấy hơn nửa gương mặt tóc dài ngang vai rất khó tưởng tượng phía trước cái kia đao phủ lúc này nhìn qua thế mà thanh tú vô cùng ánh mắt còn có chút linh động nàng hướng về phía cố an lộ ra nịnh nọt mà sợ sợ mỉm cười đầu tiên nói trước phía trước ân oán không tính toán người nhóm mỗi lần tiến đến sau nhìn đến ta nhóm đều là kêu đánh kêu giết ta chỉ là tự bảo vệ mình lại nói cái này chỗ vốn chính là thuộc về chúng ta cố an lười nhác tranh luận vỗ vỗ lưng thua trường đau ra hiệu thiếu nữ không muốn phí lời thiếu nữ nhìn lấy kia chưa ra khỏi vỏ trường đau lập tức nói ta phía trước du đãng tại khe hở hồi lâu cơ hồ đi qua mỗi một góc quen thuộc trong này hết thảy thậm chí nhìn đến qua rất nhiều khủng bố tràng cảnh những kia khủng bố hiện tại đại bộ phận đều tại ngủ say ta nghe nói, hắn nhóm nhanh muốn thức tỉnh rồi, sau đến ta bị tử thần bắt được, vì hắn trông giữ u linh thuyền, mỗi lần có lên thuyền người đều cần để ta giải quyết. Tử thần có đồng bọn, gọi mộng yểm, hắn cướp đi ta một nửa linh hồn, đem ta linh hồn giam cầm ở trong giấc mộng, ngươi có thể giải quyết tử thần. Cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta đi mộng cảnh tìm về ta khác một nửa linh hồn, cái này dạng ta liền có thể dùng rời đi chiếc này u linh thuyền giúp thiếu nữ đoạt lại khác một nửa linh hồn cho nàng tự do đem đổi lấy cấp ép vết nứt không gian bản đồ mà lại cái này chủng bản đồ không phải dùng dò đường dụng cụ nổ tung một giây lát ở giữa đến thu hoạch những kia lộ ít lộ tuyến thiếu nữ nàng cho là toàn bộ nàng cho quá nhiều ta khó dùng cự tuyệt cố an lặng lẽ suy nghĩ đừng nói cấp s liền xem như cấp a cùng cấp b những này khe hở cũng còn có rất nhiều tỉ mỉ lộ tuyến cũng không biết rõ như là lần này có thể mang theo những này người sống lấy ra ngoài đồng thời tại cung cấp cấp s khe hở tỉ mỉ bản đồ cái này phân lượng cố an tâm động có thể dùng, nhưng là ta hiện tại, không có thời gian đi mộng cảnh, ta muốn trước tung ra dò đường dụng cụ, đồng thời dẫn bọn hắn rời đi nơi này, về sau mới có thể trở về tiến hành chúng ta giao dịch. Tử thần dễ đối phó là bởi vì chính mình không có cảm giác sợ hãi, mà mộng yểm cái này trùng tồn tại, cố an chưa có tiếp xúc qua, không có chút tự tin nào, coi như mình không chết được. Có thể cùng đối phó hao tổn, có thể vô não phục sinh cũng chỉ là tại lãng phí thời gian thiếu nữ nhìn lấy cố ăn nghĩ nghĩ gật gật đầu cái nào lộ tuyến đồ ta có thể dùng trước cho ngươi chỉ cần ngươi về sau nhanh chóng tiến nhập mộng cảnh đem ta linh hồn mang ra liền có thể dùng bởi vì hắn nhóm nhiều nhất còn có thời gian 5 năm liền muốn thức tỉnh ngược lại thời điểm ngươi nhóm sợ là muốn vào đến đều khó thiếu nữ nhiều lần đụng đến sợ hãi để cố an lưu lại cái tâm tư tử thần hiện tại có thể hoạt động vậy nói rõ hắn không đủ mạnh cường giả chân chính còn tại ngủ say đa tạ mặt đối với thiếu nữ hào phóng cố an không có cùng ngày xưa kia cương thiết cứng rắn đối đãi mà là khó đắc đạo tạ hắn cũng là người có tư cách thiếu nữ cầm ra một chương tấm da dê ngón tay ở phía trên bắt đầu huy động móng tay của nàng rất thần kỳ phía trước là lợi khí giết người lúc này liền giống yêu nhã họa sĩ rất nhanh đem khe hở bên trong lộ tiến hội họa ở phía trên thậm chí liền một chút địa phương có cái gì dạng tồn tại còn cố ý ghi chú một lần cố an tiếp qua tấm da dê cùng thiếu nữ nói tạm biệt về sau liền dẫn đám người xuống thuyền phía sau những cái kia võ giả một cái đều không có nói chuyện, chỉ là lặng lẽ nhìn lấy cái này vị đại lão cùng cái này thiếu nữ giao dịch, đồng thời tâm lý không ngừng kêu gào đại lão nghiêu bước. U Linh thuyền dừng sát ở một bên bờ, thiếu nữ đứng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn cố an một đoàn người rời đi, phía sau là vô hạn hắc ám, hóa thành các chủng hung tàn mãnh thú ẩn núp tại chỗ sâu nhất. Trên người nàng kia một bộ váy trắng, thành duy nhất ánh sáng. Cố An cầm tới bản đồ sau cũng không có đệ nhất thời gian rời đi, mà là lên tâm tư, dựa theo thiếu nữ ghi chú, cố ý ngẫu nhiên thăm dò một chút vị trí, phòng ngừa bị người lừa dối. Mấy lần ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm phương thức hạ, cuối cùng ra kết luận, bản đồ là thật, liền tính ghi chú tồn tại khả năng có sai, nhưng là lộ tuyến không có sai liền đủ. Xác nhận không sai về sau, Cố An chính thức dẫn dắt đám người bắt đầu trở về, bọn hắn sắp rời đi nơi này. An bình khu bên ngoài. Vòng xoáy màu đen mang theo không trung những kia gợn sóng gợn sóng không ngừng kích thích người xem thần kinh. Úy Lam quân đoàn đã đem phương viên vài dặm bên trong toàn bộ vây quanh, khắp nơi thiết hữu cố định cửa ải, không có mệnh lệnh không thể tùy tiện ra vào, liền xem như võ giả tạm thời cũng không có mở ra ngày xưa xuất hiện tân vết nứt không gian lúc, phía trên đều là cổ vũ võ giả tiến vào thăm dò, bất quá cái này trùng cấp S khe hở, vì cầu ổn, hội có cái thích ứng kỳ. Chờ thích ứng kỳ qua mới phê chuẩn võ giả tiến vào. Cấp S khe hở xác thực nguy hiểm, nhưng tương tự cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cho nên, cái này một lần an bình khu xuất hiện cấp S khe hở tin tức thả ra về sau, các nơi võ giả lần lượt chạy đến, súm lại đường danh giới bên ngoài khe hở bốn mặt nổi lơ lửng rất nhiều máy bay không người lái đem tất cả phương vị không góc chết hình ảnh từng cái truyền tống đến chính vây quanh ở màn hình tivi đứng ngoài quan sát nhìn võ giả trước mặt liễu tiến sĩ u linh thuyền biến mất một người trợ thủ thần sắc bi tráng nhìn lấy liễu minh thanh âm có điểm khan khan liễu minh hơi hơi chớp mắt mắt nhìn màn hình xác thực hình ảnh bên trên u linh thuyền đã biến mất Ngày xưa U Linh thuyền tiêu thất liền ý vị lấy một tin tức đi vào người, đều chết hết. Liễu Minh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói: "Liên hệ dò đường người gia quyến, đệ nhất thời gian đem tiền trợ cấp phát xuống đi." Trợ thủ nhẹ nhẹ gật đầu. Mặt khác tại quan sát một đoạn thời gian, không có ngoài ý muốn liền để bọn nó trước tiến vào đi, Liễu Minh lại bổ sung một câu: trợ thủ sững sờ, hắn biết rõ Liễu Minh nói là những cái kia võ giả còn có tân dò đường người. Có thể là tiến sĩ, dựa theo quy củ, gặp phải cấp S khe hở lúc không nên chờ một tuần lễ sao? Liễu Minh lắc đầu, cái này trùng cũ quy tắc quá mức cổ hủ, hiện tại rất nhiều võ giả đều chờ đợi ở bên ngoài, chờ một tuần lễ cùng chờ một ngày đều là giống nhau kết quả còn không bằng thả bọn họ sớm điểm đi vào. Có lẽ có thể trước thời hạn có phát hiện mới. Trợ thủ gật đầu, không nói thêm gì nữa, mặt hướng về khe nứt và tiến sĩ nhóm có trực tiếp truyền đạt quyền lợi, mỗi cái tiến sĩ phong cách làm việc đều không quá đồng dạng. Giống Liễu tiến sĩ là thuộc về kia chủng cấp tiến phe cải cách. Liễu Minh xoay người, chuẩn bị rời đi, nàng đã mất đi tiếp tục quan sát hứng thú. "Tiến sĩ, người nhìn, có người ra đến." trợ thủ kinh hô đánh phá yên tĩnh, hắn ngữ khí kích động run rẩy. Liễu Minh sững sờ, quay đầu mắt nhìn sau lưng màn hình. Chỗ kia, một đám người lục tục đi ra, dẫn đầu, là một vị trẻ tuổi, một thân hắc y, gánh vác một thanh trường đao, chính ngẩng đầu nhìn không chung.